Vâng, lần đầu tiên xin gửi lời chào các bác đang xem clip nhé. Hôm nay thì mỗi em chia sẻ với các bác một cái vấn đề nho nhỏ mà chúng ta cần lưu ý khi việc chăm sóc thú cưng của chúng ta. Đấy. Để mà phân biệt phân ấy, đấy, nhưng mà những con như của tôi này. Đây. Đấy, hôm nay tôi thấy nó có triệu chứng này. Đây, các bác đang ăn thì nên cân nhắc xem một clip nhé. Bởi vì bây giờ em sẽ quay đống phân của con cún nhé. Đấy. Các bác nếu mà đang ăn uống thì nín né một tí nhá. Em nói trước. Nhưng mà thông cảm nhé. Đây là cũng không thể nói thì phải quay trực tiếp với nói được. Đấy. Đây này. Các bác thấy không? Đấy. Các bác quan sát nha. Em lấy cái que nhé, khều nhé. Đây này, các bác thấy không? Trong phân có dịch, phân có dịch này, có nhầy này, đấy, biểu tượng phân này, đấy, hồng hồng này. Đấy. Tại sao nó gặp vấn đề như thế này? Mà trong khi đó chúng ta cún chúng ta vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường không sao cả, mà lại bị phân như thế này thì thế này nó thể hiện là đây là dịch tiêu hóa, dịch trong ruột này. Đấy, của nó ra đây kèm theo một chút hồng hồng, tức là trong ruột của nó đang bị tổn thương một chút đấy. Tổn thương đó, có phân. Tổn thương này nguyên nhân gây ra thì chúng ta có thể đoán là 90% nó là run. Đấy. Run này là run móc. Đấy. Nó có những cái móc, nó móc vào thành ruột của cún. Khi phát hiện ra phân như thế này, phân có nhầy, có dịch nhầy ra kèm ấy thì chúng ta lập tức phải tẩy run ngay. Đấy. Nếu không để lâu ấy thì đường ruột nó sẽ bị tổn thương, dễ dàng bị các virus xâm nhập của đường tiêu hóa, có thể dẫn đến ỉa chảy này, ỉa ra máu này. Đấy. Nhưng nhiều lần em xem có những clip hoặc những hình ảnh của một số anh em gửi lên hỏi về tại sao mà phân ỉa mà loãng lẫn máu, nhiều khi ra cả run. Đấy, nguyên nhân là đầu tiên ấy, nó là do run nó tàn phá đường ruột của chú cún, đâm ra dẫn tới là nó bị tổn thương, các virus lạ thâm xâm nhập dễ bùng phát làm hỏng hệ tiêu hóa của chú cún. Đấy. Đấy. Khi trường hợp mà như thế này ấy, thì cái tốt nhất ấy, về khẩu phần ăn, chúng ta cho nó ăn những khẩu phần ăn dễ tiêu hóa và nhuận tràng, giúp tốt cho đường ruột. Ví dụ như là cho ăn thực phẩm liên quan đến mềm mềm như là khoai lang này, trứng lòng đỏ, trứng gà này. Đấy, những cái đồ dễ hấp thu mà dễ đi ngoài. Đấy, kiểu đấy. Các bác lưu ý vấn đề đấy nhá. Đấy. Hôm nay là em chia sẻ với bác là như vậy. Còn nếu mà khi mà chúng ta mà không xử lý là cũng mệt đấy. Nhất là nó sẽ làm cho chú cún của chúng ta này biếng ăn này. Mà biếng ăn thì tất nhiên là sẽ còi cọc, không lớn được. Đấy, ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Nếu mà một chú chó đang đẹp mà hệ tiêu hóa của nó bị kém thì tất nhiên là nó sẽ không được đẹp. Đấy. Nên chúng ta phải lưu ý những vấn đề đấy. Đấy, nó rất thích nó vứt về, nó cứ nằm như thế này thôi. Ngó cái cổ lên xem nào, nhìn như cho chết. Đấy.
tôi đang bật cái bóng điện vàng không biết nó màu nữa, thì để tôi tắt bỏ đi, tôi bật cái ấy nó xem, cái đèn led nó xem màu của nó khác không. Các bác thấy nhá, bây giờ là màu nó thật màu hơn này. Hồi nãy là tôi đang bật cái bóng này là sưởi ấm cho con chó. Đây bóng sưởi ấm này. Đấy. Hồi nãy dùng cái bóng sưởi làm sao là nó màu nó hơi hồng hồng. Thì về giờ về cơ bản thì nó là màu cũng là vàng, còn là màu nâu nhạt. Đấy. Tẩy giun cho cún ý, như mình hay dùng ấy, mình dùng những sản phẩm nào nó đã dùng và cảm thấy nó hiệu quả là mình sẽ dùng. Đấy. Trong đó mình đã sử dụng một vài loại của Pháp này, mới Dona gì mình quên mất tên rồi, không nhớ rõ lắm. Đấy, nhưng mà mình tẩy giun mà không thấy nó ra con nào cả, hay là mình nghĩ là nó không có giun cũng nên. Đấy, thì có một vài lần sau mình đã chuyển sang dùng, mình chuyển qua dùng thôi nào, mình đã chuyển qua dùng qua sang pet. Sang pet thì đặc ưu điểm của thuốc này khá là rẻ, có 5.000 một viên thôi, 5k một viên. Đấy, một viên thì lại tẩy cho 5kg thể trọng. Đấy, thế là mình cứ mua, mình cân cún lên rồi mình mua thuốc về cho uống thôi. Đấy. Thì bây giờ em quay lại cái nội dung này, mai cái kia nếu mà tẩy xong xuôi thì mình lại quay kết quả cho mọi người xem. Đấy. Hôm nay lạnh quá dùng bóng sưởi. Đấy. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhé. Chúc các bạn nuôi cún khỏe mạnh, ít bệnh tật nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Vâng, nhé.